Xin chào anh em, và đây là dòng máy mài AG100CB với thiết kế Compact Series khá là nhỏ gọn mà mấy ngày hôm nay anh em đang trông chờ. Thì với phiên bản này là phiên bản mới, có một số cái nâng cấp mới và cũng như là phụ kiện mới. Thì trong video này mình sẽ giới thiệu đến anh em. Đầu tiên sẽ có một điểm mà anh em nhìn vào là thấy ngay, thì chúng ta sẽ có được, thay vì là hồi trước nó sẽ là công tắc trượt, thì bây giờ nó sẽ là công tắc bấm nút nha anh em. Và dưới đây vẫn là 3 cấp điều chỉnh tốc độ với vòng tua tối đa của nó sẽ là 8.500 vòng trên phút, và máy vẫn sử dụng động cơ không chổi than. Anh em thấy khi mà cầm trên tay với thiết kế Compact Series này là khá là nhỏ gọn. Thì điều này thì cũng đồng nghĩa với việc lỗ thoát hơi nó cũng sẽ không có được nhiều. Nên khi mà anh em sử dụng máy trong thời gian dài thì nó sẽ hơi nóng, nhưng mà nóng ở phần đầu này thôi chứ nó không có nóng ở phần tay cầm. Nên anh em cứ yên tâm mà có thể sử dụng. Nhiều anh em thì cũng có phản hồi với mình là về vấn đề nóng đó, thì trong video này mình sẽ giải thích với anh em luôn. Rồi, lắp pin vào. Thì máy vẫn là sử dụng chức năng như bình thường thôi anh em, nhưng mà bây giờ thì chúng ta sẽ bấm nút là máy chạy. Cấp điều chỉnh tốc độ, cấp 1, đẹp, cấp 2, cấp 3 này. Đó, như thế. Và anh em muốn tắt máy thì chỉ cần bấm một nút ở đây là có thể tắt máy được ngay. Thì có một điểm khác biệt so với cái dòng cũ, thì dòng máy này được tích hợp thêm một bộ chuyển đổi. Một bộ chuyển đổi để anh em có thể sử dụng qua chà nhám đai. Đây, cái bộ như thế này. Và bộ này hiện tại là chưa có bán lẻ nha anh em. Thì trong video này mình cũng sẽ hướng dẫn anh em để anh em có thể lắp đặt được cái bộ chuyển đổi này luôn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ giữ cái nút này, anh em sẽ xoay hai cái phần đồng xu để có thể giữ đĩa ra. Thì nếu như mà anh em muốn sử dụng như một con máy mài thì anh em chỉ cần lắp cái này vào là anh em xài thôi. Còn nếu như mà anh em muốn sử dụng qua những cái chà nhám đai thì đây sẽ có là một cái bộ chuyển đổi. Đây, mình chỉ cần lắp vào, mình cũng sẽ giữ cái nút này để khóa trục lại nha anh em. Khóa trục lại, xoay cái phần này. Và anh em lưu ý giúp mình một điểm, khi mà anh em muốn lắp cái này vào á thì cái phần có hai cái lỗ này nè, nó sẽ nằm ở bên ngoài chứ không phải là nằm xoay vô bên trong nha anh em, lưu ý. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ lắp cái phần trục giữ này lên. Anh em cũng sẽ để ý giùm mình cái phần này là những cái phần mà có nhiều cái con đai ốc này nè, nó sẽ nằm mặt ở bên trên. Rồi ở bên trong cũng sẽ tích hợp thêm cho anh em là nó sẽ đi kèm cho anh em thêm một cái chìa khóa. Thì vấn đề này thì anh em chỉ cần vặn sao cho nó thật chặt lại thôi. Trong quá trình anh em vặn thì anh em nhớ canh cho nó nằm ở giữa tâm nha anh em. Đây anh em thấy phần này bây giờ nó mình đã vặn sẵn chút xíu rồi, thì bây giờ mình chỉ vặn ít thôi là nó sẽ chặt vào. Đây, vặn vào thì để cho cái phần bộ chuyển đổi này nó sẽ nằm ở ngay cái phần trục máy, nó sẽ giữ cái máy lại. Anh em nhớ canh cho nó thẳng nha. Đấy, sau khi mà vặn xong thì ok, được khá là chắc đây nè. Thì tiếp theo thì sẽ gắn một cái phần nắp chụp. Cái phần nắp chụp này là để hỗ trợ cho anh em khi mà anh em thao tác, nhiều khi mà nó có những cái mặt sắt á, hoặc là anh em đang mài cái gì đó thì nó sẽ bay, thì nó sẽ không bay vào trong người anh em mà nó sẽ bay vào trong cái này. Rồi, có một con ốc gắn vào đây. Bên trong cũng sẽ có kèm một cái lục giác nha anh em. Đây, một cái lục giác như thế này. Nên chỉ cần xoay để có thể cố định lại. Đấy, giờ là cũng gần xong rồi đó anh em. Gắn tới đây là cũng khá là chặt rồi nè, cũng gần xong rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ có được một cái bộ phụ kiện như thế này. Và bước tiếp theo thì chúng ta chỉ cần gắn cái đai lên thôi. Và cái phần gắn đai thì cũng rất là đơn giản, anh em thấy đây. Và ở bên trong mỗi máy thì cũng sẽ kèm theo cho anh em là 6 cái dây đai đi kèm với các chất nhám, nó sẽ khác nhau nha anh em. Các chất nhám nó sẽ khác nhau, có cái là B240, sẽ có cái là B180, hoặc là có là A240. Thì cái đai nhám này anh em cũng có thể mua lẻ, sau đó thì anh em có thể đo đúng cái kích thước rồi anh em cắt ra dán lại, giống như là ở đây nè. Đây, chỉ cần dán lại thôi là anh em có thể thay thế qua anh em xài được. Thì hầu như cái tiệm ngũ kim nào cũng hỗ trợ cho anh em về cái vấn đề này được. Để gắn vào thì mình sẽ lựa ví dụ như một cái đai nhám như thế này đi, sẽ bỏ vào đây, bỏ vào trong cái phần bánh răng ở đây nha anh em. Rồi sau đó ở đây anh em sẽ kéo cái phần này xuống, kéo cái phần mà của cái bộ chuyển đổi xuống. Sau khi mà kéo cái phần của bộ chuyển đổi xuống này thì anh em sẽ gắn được cái đai nhám lên trên. Đây, thế là đã có được một cái máy chà nhám đai. Rồi, bây giờ lắp pin vào thử cho anh em nha. Xoay cái chà nhám đai như thế này. Ở đây mình có lắp mà nó hơi không có vào tâm lắm nè. Xịt qua một chút xíu. Rồi.
Ok, vậy là mình có thể chuyển đổi qua cái bộ chày nhắm đai này được. Tùy biến nó để cho anh em có thể thao tác. Cái này sẽ hỗ trợ cho những anh em nào vừa có thể tận dụng một con máy mài cầm tay khá là nhỏ gọn như thế này, mà anh em cũng có thể chuyển qua để anh em sử dụng chày nhắm đai, để anh em có thể chày nhắm gỗ, hoặc là anh em chày nhắm, hoặc là anh em mài sắt cũng được. Rất là đơn giản thôi. Anh em muốn điều chỉnh các cấp tốc độ thì anh em chỉ cần bấm vào đây. Đấy, anh em chuyển các cấp tốc độ khác nhau. Rồi, sau khi chạy máy một hồi thì mình có lưu ý với anh em một cái điểm như thế này. Thì con ốc này nó sẽ không được chặt lắm. Đây là phụ kiện mới nên mình cũng chưa có siết lại. Thì bây giờ việc đơn giản là anh em chỉ cần lấy cây lục giác này anh em siết lại thôi. Đây, siết lại một lần là trong những cái lần sử dụng sau cũng được nha anh em. Phần này thì anh em chỉ cần siết chặt lại là ok. Rồi, đây cũng đẹp. Còn trên cũng vậy, đây này cứ siết chặt vào. Rồi, chạy máy lại cho anh em xem nha. Cực kỳ dễ dàng và cũng như là sẽ đa năng hơn trong các nhu cầu sử dụng làm việc của anh em. Dòng máy này mình đã update sẵn ở bên góc bên tay trái của video này. Anh em quan tâm có thể đặt mua ở bên góc bên tay trái video nha. Cảm ơn anh em.